Em Mai xin kính chào cô chú anh chị và các em. Kính chúc cô chú anh chị nhà mình lúc nào cũng nhiều sức khỏe nha. Hôm nay em Mai giới thiệu với cả nhà mình một bất động sản trong trung tâm thành phố Biên Hòa, trong trung tâm phường Tân Phong luôn cả nhà. Thì tình hình bất động sản bây giờ là cái diện tích đất mà trong trung tâm thành phố Biên Hòa thì bình thường là khoảng 100 đến 200 mét vuông nha cả nhà. Nhưng mà ngày hôm nay một cái bất động sản rất là đẹp, có diện tích lên tới 1.000 mét vuông ở ngay trung tâm thành phố Biên Hòa, đó là phường Tân Phong thành phố Biên Hòa. Vị trí rất là ok để mọi người có thể nè làm nhà kho, để là bán hàng online nè, một cái nơi trung chuyển nè, một cái có thể xây biệt thự nè. Đất này tương lai là lên tới 3 mặt tiền đường ha. Còn vị trí của nó, em mới nói sơ là vị trí của nó một mặt tiền đường nè, đường thì đường hẻm thôi. Còn mặt tiền thứ hai cũng là đường hẻm nhưng mà có tên đường luôn, giáp với khu dân cư Tân Phong. Vị trí phía sau của bệnh viện tâm thần cũng như là đường Nguyễn Ái Quốc. Cái đặc biệt của cái sản phẩm bất động sản này là đất trong trung tâm thành phố Biên Hòa, trung tâm phường Tân Phong luôn, mà lại có diện tích 1.000 mét vuông là rất là hiếm. Nên là em Mai đánh giá đây là một cái bất động sản quý hiếm và có thể nói là một cái giá nó rất là tốt. Giá chính chủ đang trước đây là 24 tỷ mà bây giờ giảm còn 19 tỷ 500 cho một diện tích đỡ lớn trong trung tâm thành phố Biên Hòa thì quá là hiếm hoi đúng không cả nhà. Ở đây trên khuôn viên đất có một khu vực hồ cá coi, thì cái anh này ảnh chuyên xây dựng lắp đặt hệ thống hồ cá coi á, cho nên là họ làm những cái hồ ở trong cái khuôn viên đất mình luôn ha. Ở trong cái hồ này có mấy con cá coi bự ơi là bự luôn. Chắc em Mai nghĩ chắc nó cỡ khoảng 5kg luôn á. 1, 2, 3 ô, 4 ô. 4 ô, khá cá coi mà cái size lớn, cái kích cỡ nó lớn như thế này chắc là mất tiền lắm. Cả nhà, nó cắn tay, nó ăn tay mình luôn. ăn đi, cho em bé cá coi ăn đi. Ồ, cá coi bự quá. Em Mai bắt đầu từ cái khu vực là hồ cá coi. Ở đây là có 4 cái ô hồ cá coi này. Anh chủ sẽ có thể hỗ trợ mình là lắp đặt hệ thống cá coi nếu như mình muốn nha. Ở bên đây có cái hồ này còn bự hơn nữa nè. Bên đây cái con khổng lồ luôn kìa. Chú Hòa, ở đây nó 6-7kg luôn ha chú Hòa ha. 8kg luôn hả chú Hòa? Con thấy lần đầu con thấy cá coi bự dữ vậy. Mà chú Hòa có biết là nó làm nè, hồi sáng con thấy hả cái con nó dài mà con không nghĩ là nó tới 8kg đâu nè, cái con này chú Hòa. Ui cha, cái này là mình có bán không chú? Bán luôn hả chú? Thường là tính ký hay tính như sao chú? Tính con 80 triệu là con nó nặng 8kg vậy luôn hả chú? Ôi con lần đầu tiên mà con thấy cá coi nó bự vậy luôn chứ bình thường thấy. Ghê ha. 80 triệu cá coi này luôn. Tạo ra 80 triệu, 100 triệu bằng gia tài của người ta. Mà màu đẹp ha chú ha. Mà nuôi lâu không mà được bự vậy chú? Quá trần quá đó. Đã ghê luôn á. Mắc nhất. Xếp loại lớn nhất. Đây xong nhỏ dần ha chú. Là chú chăm luôn á hả? Chú chăm luôn. Vậy là chú biết chăm cá coi luôn á. Ở đó bệnh thì ông cho đánh thuốc thì ông đưa thuốc mình đánh thuốc thôi. À. Hay ha. Rồi mai mốt coi hồ ví dụ nó thiếu nước thì chăm nước cho nó đủ nước. Nó có kỹ thuật đúng không chú? Mai mốt con con nào chú? À con màu cam ha chú. Ồ cái màu nó đẹp quá chú ha. Mắt con nó bự lắm. Tôi con nghĩ là 5-6kg là bự mà chú nó 8kg, 10kg luôn. 8kg có 16kg.
Wow. Con này con sao coi như có con màu cam đẹp với con màu vàng đẹp chút. Con màu vàng đó là ông chịu tám chục. Là thường mà người ta mua là người ta mua về người ta để biệt thự người ta hả chú Hoàng? Đúng rồi, biệt thự ông ở bên Vĩnh Hưng ông xây cái biệt thự. Giới Trà Bá mua là mấy chục con, thằng con 25 triệu, 35 triệu, ông dám mua là con này 80 triệu, ông nói trời, sao quá. Đó là thích mà chưa là do nó giá cái giá bán của nó là dựa là trên ký lô hay là dựa trên màu sắc hay là dựa màu sắc với cái chủng loại của nó xuất xứ bên Nhật, cá này cá Nhật không, không có cá Việt Nam. À tức là cá này là cá thuần chủng F0 đó chứ không phải cá lai. À, không có lai. À ngon quá ha. Nhưng mà con này là giả rồi đó, con nó tươi rất là giả. Ừ. Ừ. Mốt con giới thiệu cho anh chủ bán cá coi luôn. Mốt chú Hòa. Mốt chú Hòa chỉ con cá nào mà nó nằm đáy rồi nó khép mang thì nó bệnh. Nó bệnh hả chú? Đáy là cái mang nó hai cái tay bơi nó bè ra thì không sao mà nó nằm đáy tay bơi. Đó nó bè tay bơi. Wow, lâu lâu cái nó sủi bọt lên nhiều chú. Ok. Cái hệ thống này. Mốt con. Mốt chú Hòa chỉ con nuôi cá coi chứ. Được thôi ha, nhớ nha. Để chị quay được rồi đó. Sau khi mình đi qua cái khu vực nuôi hồ cá coi này á, thì mình tới một cái phòng bảo vệ. Hiện tại là chú Hoài đang ở đây là chú trông giữ cái nhà xưởng, nhà kho này á, cũng như quản lý hệ thống cá coi này luôn. Một nhà bảo vệ. Nhà bảo vệ thì vừa đủ ở, cũng khá gọn gàng. Cái diện tích khu bất động sản này là 1.000 mét vuông và trong đó là có 200 mét thổ cư. Đất hình chữ nhật, vuông vắn đẹp. Trên đất có một khu hồ cá coi, một nhà bảo vệ, một cái nhà xưởng như thế này. Cái nhà xưởng này hiện đại đang cho thuê làm kho. Thì cái dòng tiền từ cho thuê đang là 16 triệu 500 một tháng. Cả nhà mình, cô chú anh chị nào muốn tiếp tục cho thuê nhà kho, nhà xưởng thì có thể ký hợp đồng tiếp hoặc là ngưng hợp đồng đều được. Chủ đã nói chuyện với cái người thuê rồi. Cái đẹp của bất động sản này là hiện tại đang có hai mặt tiền đường và tương lai là ra ba mặt tiền đường vì có một mặt tiền đường quy hoạch xéo qua đất nữa. Đây là mặt tiền thứ nhất thì cái đường cua góc như thế này nha cả nhà. Mặt tiền đường thứ nhất của cái lô đất này là một cái đường bê tông thì rộng khoảng 6 mét như thế này, hai xe hơi né nhau được. Đây là cái một cái cổng của cái nhà xưởng đó. Bây giờ mình gọi là cái bất động sản ngày hôm nay đi ha. Tại vì em Mai thấy nó phù hợp là làm nhà kho, làm nhà xưởng, làm khu trung chuyển hàng hóa và có thể xây biệt thự luôn. Ở vị trí này, nếu mà đi thẳng là mình sẽ ra trường cấp 2 Tân Phong mới xây dựng rất là lớn. Thì cách trường cấp 2 Tân Phong thì khoảng 200 mét. Rồi, còn cái đường này, từ vị trí này đi vào khoảng 100 mét là giao với khu dân cư Tân Phong. Đây là quang cảnh nhà xung quanh. Đất ở cái chiều ngang ở đất này bắt đầu từ đây và kéo dài lên trên kia. Có chiều dài là 39 mét. Tiếp giáp đường như thế này. Hai xe hơi né nhau. 39 mét. Và hiện trạng là đang cho thuê có dòng tiền là 16 triệu 500 thì cũng hết hợp đồng thuê. Anh chủ có nói là nếu như mà khách hàng nào mà mua cái bất động sản này mà dùng nhà kho này thì anh sẽ để lại luôn. Còn nếu mà không dùng thì anh sẽ dỡ đi nha cả nhà nha. Hiện trạng bên trong đất thì như thế này. Nền đổ bê tông. Nhà kho này có hai khu. Thì cái nhà kho này thì khoảng hơn 450 mét vuông. Còn nhà kho bên ngoài này thì khoảng 200 mét vuông.
Em đi nhà kho bên này trước ha. Đây, nhà kho là đang cho thuê là chứa mấy cái vật liệu để làm cái công trình xây dựng á, vì cái người thuê này đang là công ty xây dựng cho nên họ thuê đã, họ chứa những cái đồ dùng liên quan ngành xây dựng như tôn, ván cốt pha rồi than, rồi nói chung là dụng cụ xây dựng thôi. Đất như thế này nè cả nhà, đất là mặt đổ bê tông không có miếng cán nè. Rồi cái này là kho nhỏ thì hơn 200 mét vuông, bây giờ mình qua kho lớn là hơn 400 mét vuông nè. Hơn 400 mét vuông là kho này nè. Hiện tại là nhà xưởng kiểu dạng tiền chế đơn giản thôi. Có điện 3 pha cao. Vẫn là chứa cái vật liệu xây dựng luôn ha cả nhà ha. Thì cái bất động sản này á nó hiếm ngay chỗ á, là trong trung tâm thành phố Biên Hòa mà diện tích lớn thì không còn nữa cả nhà. Cho nên là bây giờ là nếu mà mình mua cái bất động sản này á thì em mới thấy những bạn mà đang kinh doanh online thì có thể làm kho chứa hàng, mình có thể làm những cái kệ trên đây nè, mình làm cái kệ mình xếp hàng lên đây rồi xe cộ vào lấy hàng đi ra rất là thuận tiện. Đặc biệt là mà còn cái mặt tiền điền thứ hai là một chút xíu nữa em chia sẻ cho cả nhà mình coi cái độ cao nhà xưởng nè. Ví dụ như mình là làm những cái kệ đây, mình xếp hàng đây hết sảy luôn, rất là lý tưởng, rất là tuyệt vời luôn, không cần phải bây giờ thì hiện tại các bạn kinh doanh online thì cần nhà kho chứa hàng là nhiều hơn là cần mặt tiền kinh doanh. Thì cái bất động sản này tương lai nó sẽ ra ba mặt tiền, có một cái đường lớn quy hoạch ở đây ha. Kho thứ nhất là kho này nè, diện tích chính xác của nó là 441 mét vuông. Kho thứ hai hồi nãy là 251 mét vuông. Nãy mình có đi qua cái nhà bảo vệ là 32 mét vuông. Hồ cá koi thì 100 mét vuông. Còn sân còn lại là 238 mét vuông. Có sẵn điện 3 pha, giếng khoan, hồ bê tông, đặc biệt là tường rào xung quanh hết rồi nha cả nhà, nền bê tông toàn bộ sạch sẽ hết luôn. Đây, giá trị sử dụng không thì cũng đã vài tỷ rồi nha cả nhà. Tại vì thật sự em ai biết đó là ví dụ như mình có một cái miếng đất trống mà mình dựng kho dựng xưởng lên như thế này thì chính quyền sẽ không cho đâu cả nhà, nhưng mà ở cái này là có sẵn rồi, kho xưởng như thế này nó có sẵn luôn, phù hợp cho ai mà kinh doanh online hoặc những cái nhà phân phối hàng hóa cần kho chứa hàng. Mình có thể chứa hàng vật liệu xây dựng ở đây nè, trang trí nội thất ở đây nè, thiết bị vệ sinh ở đây nè, rồi bán hàng online là mình có thể chứa ở đây luôn đó. Quá trời quá đất đẹp luôn. Cái chỗ này á, thì 1.044 mét vuông, có 200 mét thổ cư, đất hình chữ nhật đẹp, hai mặt tiền hiện hữu. Hồi nãy mai đi một mặt tiền rồi ha, bây giờ ở phía sau cái cánh cổng này nè là 28 mét đất tiếp giáp mặt tiền luôn. Chút nữa em mai mở ra cho cả nhà xem, 28 mét tiếp giáp mặt tiền đường là mặt tiền đường hiện hữu thứ hai luôn. Rồi chưa kể là có một cái quy hoạch là một cái đường lớn mở ra trên đất nữa, xéo cái miếng đất này thì sẽ tạo là thành miếng đất này nó ba mặt tiền luôn cả nhà. Đây, em mai mở cho cả nhà mình coi ba mặt tiền đường trong trung tâm thành phố Biên Hòa, trong trung tâm phường Tân Phong, hiếm có sẵn nhà xưởng cho mình luôn. Wow. Đây là mặt tiền đường thứ hai mà em Mai nói cả nhà mình. Tiếp giáp là 28 mét nha cả nhà. Wow. Quá đẹp luôn. Quá hiếm có. Đất trung tâm thành phố hết đất lớn rồi cả nhà. Vị trí của bất động sản là phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Rồi, cái đường này á là cái đường Nguyễn Văn Hoài. Thì mình chỉ cần đi qua đây, đây mặt ngoài bất động sản đi. 28 mét. Từ cho cột điện này kéo dài qua cột điện này 28 mét tiếp giáp đường thế này. Đó. Kế bên là có phòng tập yoga, cửa hàng điện lạnh, khu dân cư. Đường này mà mình đi tới là mình sẽ gặp cái tường của bệnh viện tâm thần đó,
là đi tới khoảng 100 mét là gặp cái tường của bệnh viện tâm thần. Đi qua cái bệnh viện tâm thần là giao với đường Nguyễn Ái Quốc rồi. Đây, hiện trạng của bất động sản mình nè, 28 mét mặt tiền đường này cả nhà. Một cái cạnh kia là 39 mét. Cái cạnh mà nãy em Ba đứng lúc đầu á là 39 mét, cạnh thứ hai là 28 mét. Đường là hai xe hơi né nhau, đường Nguyễn Văn Hoài. Em Ai đi tiếp cho cả nhà mình. Ở đây vẫn là còn ranh giới đất nha cả nhà. Đất tới đây luôn nè. Đây, đất tới đây luôn. Thì mình nhìn qua đây là khu dân cư Tân Phong rồi. Là một khu dân cư hiện hữu, đầy đủ tiện ích về siêu thị, trường học, bệnh viện. Siêu thị có Vinmart, có Food rồi các kiểu. Còn trường học là ở đây có trường cấp 2 Tân Phong, cấp 1, cấp 2. Tân Phong rất là lớn. Đây là nguyên khu dân cư Tân Phong. Mình xây biệt thự trên cái bất động sản này thì tuyệt vời lắm cả nhà. Nhưng mà nếu mà mình chưa có dùng xây biệt thự thì mình sẽ làm nhà kho, trung chuyển hàng hóa, rồi bán hàng online. Đây là mặt tiền. Đây là bất động sản nè. Bất động sản mình ha. Thì giao với đường lớn nè. À, đây là khu dân cư Tân Phong nha cả nhà. Thuộc địa chỉ phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Là một phường trung tâm. Về vị trí, nó là trung tâm của thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai. Trên địa bàn phường Tân Phong có quảng trường tỉnh Đồng Nai. Còn khu vực này thì xung quanh bao quanh như thế này. Ở tiếp giáp bất động sản là khu dân cư Tân Phong. Phía hướng này là bệnh viện tâm thần, có đường Nguyễn Ái Quốc. Phía mặt tiền, hồi nãy vật mặt tiền số 1 thì cách trường cấp 2 Tân Phong chỉ 100 mét thôi. Còn đi vào là khu cư xá Phúc Hải. Đi thẳng hướng này là ra đường Nguyễn Ái Quốc. Ở đây đường thông tứ hướng và có rất nhiều đường. Đặc biệt ở trên địa bàn phường Tân Phong thì có sân bay Biên Hòa đang khởi công xây dựng nhà chờ, xây dựng những cái khu dịch vụ cho việc kế hoạch là hoạt động sân bay Biên Hòa là một cái sân bay nội địa lưỡng dụng, thực hiện các chuyến bay nội địa. Thì cái vị trí nhà ở của mình rất là tiềm năng. Một, xây biệt thự ở. Hai, làm kho chứa hàng, bất cứ cái hàng gì mình muốn. Kho đã có sẵn, hiện hữu, hoạt động lâu năm rồi và còn dùng tốt ha. Rồi cái thứ ba là mình có thể làm kho trung chuyển vật liệu xây dựng, hàng hóa, bán hàng online, cho thuê, có thể cho thuê nữa. Thôi mình xây biệt thự, quá trình tiện ích luôn. Đi thẳng đường này 100 mét là phía đó cái tường bệnh viện tâm thần, cũng như là đường mặt tiền đường Nguyễn Ái Quốc đó cả nhà. Đoạn cái nhà hàng Arab Palace. Oh, wow. Em ai đứng ở đây lâu để cả nhà mình nhìn kỹ cái mặt tiền đường thứ hai này, có chiều dài tiếp giáp mặt tiền đường lên tới 28 mét cả nhà ơi. 28 mét mặt tiền đường này nha. Rồi, như thế thì về cái vị trí là cả nhà mình hình dung cái bất động sản này nó đẹp quá, trong khu dân cư đông đúc, ở kính luôn, mà nhiều tiện ích. Chị chủ, anh chủ có nói là nếu như mà cái người mua mà họ cần dùng cái nhà kho này thì anh sẽ để nguyên hiện trạng này luôn. Hầu cát coi nè, nhà bảo vệ nè, nhà kho nè. Nhà kho số 1, nhà kho số 2 nè. Tất cả. Họ chỉ lấy đi đồ của họ thôi. Còn trong trường hợp thứ hai là người ta không có sử dụng thì anh sẽ tháo đi. Để cho người mua sẽ cảm thấy thật sự thoải mái. Cái về cái giá bán thì trước đây là chủ kêu là 24 tỷ. Nhưng mà chưa bán được. Bây giờ cần tiền gấp thì chủ có giảm xuống là còn 19 tỷ 500 cả nhà ha. Về diện tích đất á, là 1.044 m², về pháp lý là có sổ riêng, có 200 m thổ cư. Hình đất là hình chữ nhật đẹp. Mặt này 39 m, 39 m nhân 28 m. Thổ cư có, hiện trạng nhà xưởng có, rất là đẹp luôn. Mình có thể là sử dụng, mua về sử dụng rất là nhiều mục đích. Đất trong trung tâm thành phố Biên Hòa rất là hiếm. Có diện tích bự, bây giờ người ta đã cắt nhỏ ra hết 100 m², 100 m² hết rồi. Cái đất này thì có thêm một cái
Thứ ba nữa là em Mai nghĩ là khả thi là đây là trong khu dân cư hiện hữu, cho nên là có quy hoạch là đất ở đô thị nha cả nhà. Nên là cái phần mà 800 mét mà chưa có đóng thổ cư á, thì mình sẽ chuyển qua thổ cư, chuyển mục đích sử dụng đất lên thổ cư, rồi từ từ đó là đất mình thành 1.000 mét vuông, đất vuông vắng, hai mặt tiền hiện hữu và lên thổ cư hết. Thì chúng ta nghĩ về cái giá trị phân lô của nó trong đây thì rất là cao luôn ha. Giá đất mà phân lô ở trong này có giá từ khoảng từ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu rưỡi một mét vuông. Ở khu vực xung quanh nha cả nhà, 3 triệu rưỡi đến 4 triệu rưỡi một mét vuông. Thì nguyên cái cục này thì đang chào bán là 19 tỷ 500 tương đương với 19 triệu 500 một mét vuông. Ủa lộn rồi. Hồi nãy em Mai có nói là 3 triệu rưỡi không phải đâu. 35 triệu, mình cho thấp đi, 30 triệu đến 40 triệu một mét vuông đất thổ cư trong khu vực này ha. Thì cái này là đang là 19 triệu 500. Có 200 mét thổ cư thôi, còn lại là trồng cây. Rồi còn một cái thông tin hồi nãy em Mai có chia sẻ là về đường á, thì có một cái con đường quy hoạch, nó sẽ mở xéo qua đây, nó sẽ xéo qua khu vực một chút ở cái xưởng nhà kho này với một chút ở hồ Cá Coi, một con đường rất là to. Nhưng mà đó là chỉ là bản đồ quy hoạch, thì khi nào mở thì mình chưa biết, nhưng mà có bản đồ quy hoạch em Mai kiểm tra thì thông tin cho cả nhà mình. Cho nên là đất này tương lai lên ba mặt tiền, anh Mai sẽ gửi cái hình cho cả nhà mình xem ha. Nếu mà cô chú anh chị mình nghĩ coi, mình xây cái biệt thự trong khu dân cư Tân Phong á, cái tường rào này mình xây kiểu thấp thấp, xong rồi mình làm ở trên những cái khung trắng, rồi mình trồng hoa thì nó đẹp biết chừng nào, với cái 28 mét mặt tiếp giáp mặt tiền thế này mà mình làm một cái biệt thự bên trong thì quá đẹp ha cả nhà ha. Chưa kể là một cái đường lớn đi ngang đất là quy hoạch, thứ hai là có một cái đường, thứ còn một cái mặt tiền nữa, thì mình biệt thự của mình sẽ có rất là nhiều lối đi, thì tuyệt vời ha cả nhà ha. Mình làm kho trung chuyển, mình làm kho vận chuyển hàng hóa, bán hàng online ở đây cũng rất là tuyệt vời. Và thông tin tổng quan là 1.044 mét vuông, có 200 mét thổ cư, địa chỉ là trung tâm của phường Tân Phong, cụ thể là đây là khu phố 6 phường Tân Phong ở cả nhà, thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Bên đây tiếp giáp đường Nguyễn Ái Quốc bệnh viện Tâm Thần, bên đây là khu dân cư Tân Phong, bên kia là có chợ Phúc Hải, giáo xứ Thuận Hòa, nhà thờ Phúc Hải, chùa thì có chùa Quang Long, trường học thì có cấp 1, cấp 2 Tân Phong xung quanh đây, và cấp 3 thì mình ra Nguyễn Ái Quốc thì mình học trường Ngô Quyền. Tiện ích về chợ, trường học, bệnh viện, khu dân cư, không thiếu thứ gì ha cả nhà ha. Cách đường Nguyễn Ái Quốc thì khoảng từ đây ra đó, cách đường Nguyễn Ái Quốc cho khoảng 500 mét thôi, và cách quảng trường tỉnh Đồng Nai là khoảng từ đây ra quảng trường tỉnh Đồng Nai thì khoảng 2 km, bưu điện tỉnh Đồng Nai là 2 km, ngã ba vườn mít ở đó luôn ha. Cách cầu Hoa An khoảng 3 km, và cách ngã tư Hàng Xanh thì khoảng 26 km. Một bất động sản hiếm có về diện tích, trung tâm, vị trí đắc địa như thế này đang chào bán giảm giá và rất là cần bán, với giá 19 tỷ 500, đang chờ cô chú anh chị nhà mình. Rất mong là cô chú anh chị nhà mình yêu thương, ủng hộ em Mai và phù hợp với nhu cầu của cô chú anh chị mình, thì chọn cái bất động sản này làm biệt thự là số 1 luôn. Kinh doanh thuận tiện, tiềm năng phát triển ok, lên thổ cư hết, phân lô bán cũng có lời, cái gì cũng đẹp hết ha cả nhà ha. Em Mai cảm ơn cô chú anh chị đã xem video đến thời điểm này, và rất là mong cô chú anh chị luôn ủng hộ em Mai bằng cách là bấm nút đăng ký kênh ha. Còn nếu mà cô chú anh chị mà có chỗ nào mà em Mai nói chưa đúng, có thể comment bên dưới để em Mai sửa ha. Cũng như là nếu mà mình có nhu cầu như thế nào thì cũng cho em Mai biết, để em Mai có thể đáp ứng phục vụ được tốt hơn. Em Mai xin cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà.